Chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một sản phẩm, đó chính là máy trộn thịt làm nem chua công nghiệp. Và các bạn có thể trộn nguyên liệu làm nem chua. Đây, nem chua. Đây mình xin. Cái máy này là với trộn là 25 cân một mẻ, trung bình 25 cân một mẻ, các bạn có thể trộn được 25 đến 30 cân. Nhá. Thì đây. Bạn mình đấy. Thì máy được gia công tất cả bằng inox hết nhá. Inox 100% không tỉnh nhá. Thì sau đây mình sẽ được chạy thử cho các bạn xem. Đây là nắp bảo vệ này của inox này. Đấy, thì đây là điều này. Đây là chạy này. Đây là với là chân vịt. Thì nó đánh giúp đánh đều này. Đảo chiều này, đảo hai chiều mà đánh đảo hai chiều cho các bạn. Đấy. Các bạn có thể đánh trộn thì trộn nguyên liệu cho nem chua nhá. Máy đây. Đây thì máy này có cảm ứng từ khi các bạn mở nắp ra này, thì tự động ngắt này, từ đấy tự động ngắt này. Đấy, nên các bạn cứ yên tâm và không sợ nhá. Đây là chân vịt nhá, cũng là inox hết nhá. Ngoài ra các bạn có thể nghiêng được nồi. Nếu như các bạn muốn nghiêng nồi, các bạn có thể nghiêng được nồi nha. Đấy. Nghiêng được hết cỡ luôn nhé. Có thể còn nghiêng được hết cỡ nha các bạn. Nồi to. Đấy. Chưa vào nồi là đấy. Rộng 40. Đấy. Khá sâu. Trục bằng inox hết nha các bạn. Thay trục inox hết. Đấy, sau khi mình đóng lại thì các bạn này mình đã bật được một lần cho các bạn xem. Đây là trộn trung bình, mình tính trung bình là 25 cân một mẻ. Còn nếu các bạn để đầy thì có thể được là tầm 45 cân, tương đối một bao bột. Nhưng mà trung bình thôi thì mình tính là 25 cân đến 30 cân mẻ. Ngoài ra bên mình còn là máy trộn gia đình 5 cân một mẻ. Đây là máy trộn gia đình này. Đấy. Máy trộn gia đình này. Đổ này. Đấy. Trộn 5 cân mẻ này, trộn 10 cân này. Còn đây là trộn 10 cân này. Đấy. Thì các bạn mua hàng máy trộn công nghiệp 25 cân xin liên hệ qua số điện thoại 0934468222 hoặc là 0904432111 website đây. Sửa của máy Thanh Hóa thông con. Cái website của mình đây. Mình chỉ là 79 Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa này. Đây là số điện thoại. Không chỉ có điện thoại có thể giới thiệu qua 0904443 được một số máy bàn này 02373 này. Ngoài ra các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại này của mình được này 0934468222 này. Bên mình có nhiều tất cả các loại máy chế biến thực phẩm này, máy hộ, máy dùng, máy nhiều thực phẩm, máy làm nem chua này, máy thái mỏ mì nấu chân không này, máy ép mía này, máy làm tinh bột nghệ này, máy làm kem tươi này, máy vặt lòng gà lòng vịt này, máy lấy lại nhỏ có hết nhá. Đó, máy hàn đóng dập túi này, máy tủ sấy này, tủ nấu cơm này, tủ làm cơm này. Cảm ơn các bạn mua hàng trên hệ 0934468222 nhá, hoặc là website sửa máy Thanh Hóa .com nhá, mình có dùng Zalo, bên mình giao hàng toàn quốc nhá. Cảm ơn các bạn.